Ủa là nè, bữa nay đẹp lắm ta. Ủa nãy tóc khác, giờ tóc khác, các bạn có thấy không vậy? Hay chứ, sao, sao, sao mình vô biết liền. Sao biết liền hả? Trời ơi, phụ bổ gà, bé bờ đám mã đó kìa. Mắc cười quá. Thì bây giờ chuẩn bị đi quay phim rồi mình thấy. Tại vì tóc của anh nó cũng yếu rồi. Cho nên là bây giờ mình để tóc thiệt mà mình xịt keo lên ngày ngày cái mình mới mốt của anh dễ bị hói lắm. Cho nên cái chân tóc hói nhưng mà mình phải có một cái máy ở trên để mình mỗi lần mình đi hát gì đó cái mình kẹp lên cái là xong thôi. Đó, nó sẽ có hai máy, máy xuôi xuống Hàn Quốc với máy này nữa là coi biến hình. Cái này là tóc thiệt nha. Họ phải đương từng cộng nha. Cái này là em không biết là do thằng Nam hồi nãy nó kêu tụi em á là lại như là chọc anh á. Nam á, Nam đó. Thì đâu có gì đâu, là bởi vì mình đi hát, mình nghệ sĩ, mình phải tân trang. Giống như hôm nay mình mặc đồ này, mình mặc đồ kia vậy đâu có gì đâu mà mình phải ngại đúng không? Đúng rồi anh. Nhưng mà đẹp không? Đẹp. Mà trẻ không? Trẻ. Một sự biến hình rất là đẹp. Sự biến hình nhấp nháy vô chừng 5 phút là xong liền thấy không? Một đàn anh mà trẻ hơn đàn em hết. Đó mà bây giờ anh có bí quyết nào mà anh trẻ để em hướng dẫn cho Hải quay đầu coi cho nó trẻ coi. Nó mới hai mấy tuổi mà nó già vậy đó. Đổi tóc lên. Đổi tóc lên. Trời ơi đây nè ca sĩ cũng biến hình đó. Bây giờ là cho quay từ đầu xuống dưới luôn nha. Thấy ghê. Đó. Đó. Quá tuyệt. Ở tay có quần nữa nè. Là bởi vì từ lúc mà cô Bình Tinh mà chị ba của mấy đứa đó với Nhật Kim Anh á, với nhà báo Xuân Minh á mà coi như là bóc phốt cái vụ mà ông Long đổi tóc giả đó cho nên giờ thôi ai cũng biết vậy thôi mà giấu để làm gì nữa. Lỡ biết rồi chia sẻ luôn. Công khai mình chia sẻ luôn. Không mà đa số anh Long em thấy nghệ sĩ độc giả là đúng rồi là bởi vì nhiều nữa nhưng mà rất là nhiều. Quay nhiều đúng rồi. Hư tóc. Cho nên là Long cái lại mái tóc người ta không có chỉnh theo cái kiểu của cái kiểu đó được. Đúng rồi, nó là quá chất mà. Nhưng mà mình muốn là sau này chụp tóc này màu này không muốn cũng là chụp màu kia để họ thay đổi chụp qua chụp lại. Dù mình có hói giống ba mình chứ thật sự là như vậy rồi chứ không ai mà muốn gặp giả đâu. Để cái tóc của ba kia rồi ba của Saka chuyên tiền đó. Ngày xưa ấy làm tóc đúng không? Tẩy tóc cái ra thì nó càng mỏng hơn. Tóc yếu vào 100. Tại vì cái đến đây đây. Này quý vị, nếu mà Long mà không giữ á, nếu mà Long không giữ là mới mốt Long á xịt keo hoài đi hát là giống ba với giống anh hai. Đó thấy không? Đây là nói là đúng là ba của Sa Ca Kim Tiền. Cái này là do nghiệp cậu hai hớt tóc người ta cho nên là tóc của hai không có nè. Cái này là bệnh nghiệp nè. Gì vậy? Đó, cho nên là thôi Long ngang miệng nè. Long sợ đó, khi nước em đi nhiều quá. Nước bình bỉ mà mình tắm á, nó rất là sắc trùng nhiều cho nên là nước sạch cho nên nó dễ bị rụng. Cho nên đa số đàn ông ở Mỹ là đều bị hói, mà không có gì quan hói rất là nhiều về mình tắm nước. Mình tắm nước nó sói lên cái nó sôi cái chân tóc là nó rụng mất trơn à. Nó tẩy nhiều quá. Nó tẩy á, nước tẩy á. Cho nên là mọi người ngồi vô ăn đi mọi người. Ăn đây rồi mình có sức mình đi chơi. Mình đi xuống dưới là bé nhỏ. Thấy nó lạ không? Chịu khó đi bộ xíu nha. Chút chịu khó đi bộ cầm bắn cho em mình đi tập thể dục luôn mà. Đi vừa đi vừa nói chuyện. Bây giờ các bạn ăn đi. Bây giờ ăn rồi nha. Để dọn ra. Đúng rồi, bây giờ nó sắp lại là like mà, anh đang like. Bây giờ em chưa đủ phút em phải đổ. Rồi bây giờ vô cho phép thôi. Đi đi. Mời mời gia đình mình lên ăn luôn mấy cô ơi. Dạ. Mời vô lóc là ai vậy? Ai? Mời vô lóc. Không không có con kia ha. Cái này là nha. Anh em vừa vô ấy. Vô anh em cho con ngồi chạy mà. Ăn đi tụi cứ ăn ăn rồi. Rồi vô đi chị ơi. Ngồi vô điện cho nghe là tốt cái nha. Rồi anh ta che đi. Rồi cảm ơn em. Đây là xuống là món này là rất là tuyệt vời nha. Như là gà này là gà thả vườn đúng gà ta luôn. Rồi để cho anh ăn. Trước khi ăn thì xin phép review một tí xíu nha. Có cơm bên đây nè. Hôm nay nghệ sĩ Kim Tử Long với anh chị ơi. Thì là anh ăn chay mà dạ, một lát nữa bây giờ các em nhà, xong rồi. Nó làm rất là nhiều món nè. Em chào chị.
chị thứ thứ ba đúng rồi, chị thứ ba này quý chú vậy, chị ba của là nghệ sĩ Kim Tiểu Long quý chú vậy đó. Có chị Út đâu vậy? Chị Út vô nhà rồi. Chị Út vô nhà hả? Chị Út vô nhà rồi. Chị Út là nghe nói là chưa có gia đình đúng không vậy? Có rồi cưng. Đúng hả? Ủa sao em nghe anh Nam nói chưa có? Út nhà này có gia đình rồi mà. Gì hả? Chị Út nhà này có gia đình rồi mà. Có hả? Gì hả? À chị Út đây hả? Vậy mà em nghe anh Nam nói là chưa có gia đình. Chị hả? Chưa có gia đình là nó về nhà đây nó ở, nó chưa có nhà riêng. À vậy hả? Trời ơi. Chưa có gia đình tất nhiên nó về ở nhà cha mẹ. Chị chưa hả? Có nhà. Dạ. Rồi anh em cứ thoải mái nha. Các bạn ơi, các bạn quay cái tay Nam giùm tôi con gái coi. Sao à? Trời ơi. Ai làm giùm tôi chào vậy chứ? Không, cái này đó là nhờ em bữa giờ em em chuyển sang qua kinh doanh chài trong biển, mọi người ủng hộ em cho nên em mới có tiền á. Em bán chài trong biển nha. Wow, quý cô chú anh chị ơi, thì video đến đây cũng rất là cảm ơn anh Kim Tiểu Long. Phải nói là rất là thân thiện. Dạ. Em sẽ kết thúc một cái nha. Rất là ngon review một cái rồi, chị mình sẽ kết thúc ha quý chú chị, để là dùng chung với anh em đó. Tuy là anh ăn chay nhưng mà anh cũng lo cái phần mặn, nhờ mấy chị của anh lo phần mặn cho cháo gà ha quý chị, cho mấy anh em nè đó. Rất là cảm ơn anh, là một người rất là thân thiện ha. À, mọi người cứ dùng tự nhiên đi, mình quay đồ ăn không à. Ngon vậy, ngon mấy, rất là ngon nè quý chú chị. Ngon quá mấy, tuyệt vời luôn nè. Quá ngon nè. Đây là nghệ sĩ Kim Tiểu Long nè quý chú chị. Đó. Ồ, có món này là món gì đây chị, em thấy ngon chứ hả? Dạ? Cái này chấm cái này nha. Ồ, tuyệt vời luôn á. Rồi, em cảm ơn chị. Rồi, nè, heo quý chú chị nhìn nè. Ồ, mấy chị gái của anh Kim Tiểu Long là làm món nào món nấy rất là nhìn thấy rất là ngon và bắt mắt luôn quý chú chị. Ừ. Đặc biệt là như là có đậu dừa. Dạ. Còn đây là anh hai, đúng không? Cậu hai hả? Anh hai của anh Kim Tiểu Long. Ba của là ca sĩ Saka Trương Tiền nè. Đúng không anh? Đúng rồi. Dạ. Anh hai. Rồi chị ba. Chị ba. Rồi anh năm thì đi ở ngoài miền Trung rồi đi hát mãi rồi. Đi hát. Rồi chị sáu thì mẹ thằng chuỗi thì mất rồi. Dạ. Hiện nhỏ này là thứ 8 anh thứ 7. Rồi dạ. Nhà nghệ sĩ Kim Tiểu Long cũng rất là đông luôn ha quý cô chú anh chị. Đây là Út. Út trong gia đình. Anh Long Út trai. Út gà, Út nữ, Út nam, Út nữ. Đó, quý cô chú anh chị ơi. Thì thôi ha, xin mời bà con cô bác dùng chung với mấy anh em luôn nha. Mong bà con cô bác xem video nhớ nhấn like, đăng ký, ủng hộ kênh ha. Và rất là cảm ơn gia đình của nghệ sĩ Kim Tiểu Long đã tiếp đón mấy anh em mình. Tem ăn tiếng rất là nồng hậu luôn quý cô chú anh chị ơi. Một tí xíu nữa sẽ mấy anh em sẽ đi vào bé tí hon ha quý cô chú anh chị, để mua đồ cho bé ha.